Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Hiện tại thì Mỹ Linh đang có mặt tại chân núi Hấu Chua. Trong cái chương trình hôm nay thì Mỹ Linh cũng tiếp tục mang những chiếc giường của bác Tâm Từ cho gia đình nhà bác Sò, gia đình nhà em Lử 5 con đây. Đây Lử ơi, hô hô hô, hạ xuống ơi. Khiếp đấy. Chở được hai cái là đẳng cấp ấy. Mình chở một cái mình thấy đầu sắp bốc rồi chứ anh chở được hai cái. Lắc phải nhiều lúc mà lên dốc cái chỗ là tiến tài kìa. Quá đỉnh luôn các bác. Cái thằng này. Đó này hôm nay là Linh cũng đến là hôm nay thì là cũng 28 Tết rồi các bác. Cũng trao giường của bác Tâm Từ cho hai gia đình em Lử 5 con và gia đình nhà bác Sò đấy. Đúng không? Cố lên. Nặng lắm đấy. Cứ cho cái kia xuống trước đã. Cho cái kia xuống trước, thằng nặng lắm. 6 cái sao nhấc được. Đất lưng trời. Đấy, cứ mất cho này đi. Đấy, muốn cho kiến thần đi. Đấy, cho kiến thôi. Cái này là nó chưa khô, nước. Đây. Ướt, ấm hết chưa? Em cảm ơn nhá. Có gì đâu nhỉ? Nặng lắm các bạn. Đấy, bây giờ xem là chắc là phải lấy xe máy chở được không? Được. Chở được. Chở được cái gì? Chở, nó chở ít thôi, lên dốc này bốc đầu ấy. Lại khênh lên à? Xem nhờ bé nô chở đi được không? À. Thế thì đổi cho nó lít xăng nhờ nó. Vâng, nhà trên đấy. Khó đi lắm, đường bé này. Bác Sò là cho xe xuống đi. Bác có chở được không? Chở được à? Thế Lử cóng thế về à? Đúng rồi. Đúng không à? Sao không bảo vội xuống? Lử cóng à lên đi các bác. Như nhau hết mà. Hai cái như nhau hết. Sao thế mà cống hộ A Lử lên nữa đi. Cho gì xí đùa bà. Sao để xí đùa hay sao để xí đùa? Nặng hơn á. Được không? Đấy đi A Lử ơi. Đấy để gọi đấy. A Lử là không có xe máy nên phải đi bộ thôi các bác. Bác Sò chở nhanh xong xuống chở hộ A Lử một chuyến nữa. Xe đằng sau, xe đằng sau. Đây nhờ hôm nay là nhà Lử là làm cơm 28 Tết thế nên các bác không đi quay cùng với cháu Linh được. Hôm nay thì có em trai Mỹ Linh là đi cùng để phụ giúp chỗ A Lử đây là vận chuyển giường lên. Thôi đi anh nhở. Đây chắc không ai trộm đâu mà. Lử nhấc phát hết luôn à? Ở đấy. Xá đi nhấc hộ A Lử ấy trên kia. Nặng quá.
Sao lúc nãy không bảo vợ xuống nhấc cho vợ đâu rồi? Đang rửa bát à? À, hôm qua nhà Lử làm tân gia các bác, thế nên là ôi chào người đẹp nhá. Anh vào ăn vào ở cho này. Bà con nào cũng bắt đầu là đi cắt cỏ bò để chuẩn bị Tết đấy các bác. Đấy, đi bộ thôi. Sau đó chỗ bác sò thì bác sò có xe máy thì bác sò đi chở được. Còn chỗ A Lử đây rồi, chỉ đi bằng bộ thôi. Đẩy chân trống lên. Chở ba chuyến. Dài quá. Đi bác đi cái gì? Thế bảo xuống chưa? Gọi xuống chưa? Cắt cỏ ở đâu? Cắt cỏ bò cơ mà thì à. Cho không rồi. Bác Chứ ngồi xe VIP ấy nhở? Đâu về đấy? À đi cắt cỏ về à? Nhà bác Chứ là đi cắt cỏ chuẩn bị Tết à? Dạ. À. Cắt cỏ chuẩn bị Tết. Ngày mai là ở Hấu Chuông này là ăn 30 Tết rồi các bác. À, ăn sớm hơn mọi người một hôm. Đấy. Được à? Được thì hai chuyến xong luôn mà. Anh em lại tiếp tục rồi. Bác sò lại cho nô lái xe đi à? À, ui ôi. Dân đi cắt cỏ về đây, chuẩn bị Tết đây. Lử đã gọi ai xuống chở cho chưa? Chưa, vừa gọi cho chồng của chị Tà nhưng mà nó bảo là không có thời gian. Không có thời gian á? À. Tí em đi lấy xe đi chở. Ê, tí mượn xe nó. Vác giường đi về giường về nhà đấy các bác. Mỹ Linh cũng rất là cảm ơn bác Tâm Tư đã rất là quan tâm đến gia đình nhà em Lử năm con và gia đình nhà bác Sò đây. Trao những chiếc giường yêu thương cho hai gia đình. Hôm qua là ăn nhà mới vui không? Hôm qua họ đến mừng tiền nhà mới nhiều không? Được 3-4 triệu đó à? Thế cũng được rồi. Hôm qua hai nhà ăn chung luôn các bác. Giờ thì có đường xi măng này. À, đi lại nó đỡ vất vả hơn. Ngày xưa thì bà con cứ đi đường mòn thôi. Vất vả lắm. Rất là cảm ơn các cô bác mạnh thường quân. Nếu mà không có các bác thì thực sự là không biết là Hấu Chua nó chắc là nó vẫn như trạng thái cũ như ngày xưa thôi. Không có gì thay đổi cả. Xong rồi lấy về ông lắp luôn nhá bác Sò với cả A Lử nhá. Lắp luôn đi, bà coi là không có giường ngủ Tết này. Các con học về hết về đông rồi đúng không? Thiếu giường cho trẻ con ngủ ấy. Đúng rồi. Hôm nay thời tiết thì se se lạnh rồi. Rồi đến Tết nó lại se se. Hôm trước thì trời nắng đẹp, ấm. Nhà bác Sò là chuẩn bị mấy con gà làm 30 Tết rồi. Đi mua gà về chuẩn bị Tết chưa? Chưa.
Không có tiền đâu á? Vẫn phải có một con gà cúng 30 chứ. Mổ ba con lợn đó. À, hôm trước là mổ ba con lợn là chia là đủ ăn rồi đấy gì? Tưởng là bác sò mổ ba con lợn mình giật hết cả mình. Đấy, bà con à, mình có đường à. Hả? Nghỉ tí đi, mệt nghỉ đi. Nhưng họ đã bắt đầu đi cắt cỏ để về chuẩn bị Tết rồi. Mê tinh nghỉ một lát. Cái này nhốc về nhà là cũng là mất bao nhiêu sức đấy. Một khung cảnh khá là đẹp. Ở phía dưới là chỗ là làng Hơm Ông Pà Vi nhá các bác nhá. Nhưng mà toàn thấy người đâu đâu về làm, chả thấy dân làm. Nghe tiếng Hơm Ông nhưng mà chả thấy mông nào cả. Cố lên, cố lên. Thế anh em không thở được đấy. Sao, được không? Ok không? Kiểu mà à. Tết rồi vẫn bắt đi làm cùng anh Linh luôn, đi giúp bà con. Bác sò là còn một chặng đường khá dài đấy. À, lửa xe là xong rồi, mượn xe ai chở đi. Nô không chở nữa à? Vẫn còn mà. À, nô chở hộ bác sò lên luôn đúng không? Mệt quá rồi à? À. Ờ, thế đi mượn xe của bà đi. Nhớ về nhà đi còn làm gì nữa. Ui dồi. Mệt quá. Bà con đang giặt quần áo chuẩn bị đón Tết đây. Xem nhấc ở lên nhà mới. Ờ, chào chị Mai nhá. Nó rửa tủ à? À, rửa tủ đón Tết rồi các bác. Hôm qua thì nhà lử cũng bắt đầu ăn nhà mới rồi. Nó phòng bên kia luôn đúng không? À. Đấy, tuyệt vời đấy. May là có giường về, mọi người có giường ngủ luôn. Với cả tận dụng lại cái giường cũ ấy để cho các con ngủ bên kia. Hai vợ chồng à, ở trong này luôn. Đó. Xem là đi mượn xe xong à, chuẩn bị chở nốt đi xong lên lóc đi. Nghỉ một lát đi. Đấy, nhà đẹp khang trang nhá. A Lử thì mượn được xe trở về rồi. Chắc là không trở qua đây được á. Nhấc xuống rồi. Ờ, chín nó đâu nhỉ mày? Chín nó. Không, sáng ăn cơm với nhà chị Mai đi. Ngồi đây tí nữa. À không, tí mày về hộ A Lử lắp giường ấy. Nô là hôm nay đến lắp đèn à? À, tí nữa là cũng lắp đèn luôn nha các bác nha. Cho A Lử lắp giường xong đã rồi cháu Linh mới tiến hành là cho bà con lắp đèn luôn. Hôm nay cũng 28 Tết rồi. Mai 29 rồi. Mai bà con ở đây là ăn 30 rồi. Thật nha, vào đầu nha. Được không? Ừ, khỏe đấy nhở.
Chắc lắp ở ngoài không nhấc vào sau. Ôi, xá đâu nhỉ? Bảo nó về lắp hộ cùng An Lử luôn. Đấy, có giường mới nhá. Đấy, vui. Về nhà rộng sinh thang. Lấy con dao ra, có búa không? Búa nhỏ ấy, tí nó còn đập. Dao với cả búa ấy. Nô là năm nay lớp mấy rồi? Lớp 7 rồi à? Cố gắng học nhá, đừng bỏ học được. Chỗ này thì mấy nữa sẽ dọn sau các bác. Thôi cứ đập trước đã. Lấy dao đi. Cắt đi xong là nhờ bé Nô đỡ hộ cho. Cậu Sái chạy đi rồi. Nó lắp luôn ở ngoài này nè. Lắp ở ngoài luôn, tí nhấc vào trong cũng được. Nhấc được, anh khác biết cách nhấc cho. Cứ lắp ở ngoài cho nó thoải mái được. Sao mà không nhấc được? Đi chéo vào anh. Xem nó có vừa không, là phải cắt đi ấy. Vừa luôn. Vừa đúng không? Đấy, đẩy vào tường luôn. Bên bé Nô đẩy sang. Đấy. Ui ôi, quên lúc nãy bảo họ cho đinh. Nhà Lửa có đinh không? Có. Có à? Xin chào nhá. Im gì đi à? Rồi, đi lấy đinh về đóng luôn. Đóng bốn góc ấy. Tao tao ấp lên dưới tinh rồi đấy. Con ngủ rồi. Đấy, đóng luôn. Góc dưới nữa. Hai cái. Mũi chân hai cái đinh rồi. Trẻ con này có nhà nhảy búa liên tục.
Trẻ con giờ kêu ủ ôi. Ấy. 5 đứa con các bạn. Có giường mới hát hò luôn. Vui vẻ. Xong là lấy cái giáp kia vào nữa. Đấy, trẻ con vui. Cái giường cũ đâu ấy? Ờ, tí lấy số nhà chị Mai cho ở đây cho các con tối nay ngủ luôn. Có nhà mới luôn. Đấy, nhưng nghiêng ở đấy vào. Thì chị Sử, không vợ Á Sử, à vợ Á Lử hộ ấy. Đây, 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 đây. Đây, vợ Á Lử, à vợ Á Lử hộ đi. Cẩn thận chú trẻ con nhá. Đấy đi chéo vào, đi được hết mà. Ui dù phòng rộng thế này. Thanh thang. Đấy phòng rộng này sau này hai vợ chồng kiếm được tiền, cất tiền ở trong này có để chỗ để rồi. Thế thì là nét thiêu một suất rồi. Còn à, đó, à, còn bên kia chưa đóng không? Úi dồi ôi, đợi à, siêu nhân nhí này. Sure. Mai nhận quà nhá, mai các cháu được nhận quà đấy. Đấy, đúng rồi. Ok đấy, cho thêm mấy cái này vào nữa là được. Úi dồi ôi, giỏi thế nhờ. Con gái nhà Súa à? À, nhà Xà đúng không? À, đi cắt cỏ hộ bố mẹ về đây các bác. Ngoan chưa? Đó, vừa rồi thì các bác cũng xem những video. Mì Linh cũng mua những chiếc giường của bác Tâm Từ ở bên Mỹ cho bà con đây. Đó, thì rất là cảm ơn bác Tâm Từ rất là nhiều. Chúc bác và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, sang năm mới luôn thành công trong công việc. Cảm ơn bác đã luôn đồng hành và ủng hộ và tặng những chiếc giường yêu thương đến cho bà con ở vùng cao, đặc biệt là chỗ A Lử đây với cả nhà bác Sò. Đấy. Thì hôm nay là A Lử lắp xong giường rồi thì Lử xem là gửi lời cảm ơn đến bác Tâm Từ ấy. Em cảm ơn bác Tuân Tử quan tâm đến giải nhà em, gia đình em và mua cái dừa cho em đó. Em xin cảm ơn rất nhiều bác. Rồi, thế lấy sang kia đi nhá. Đó thì Linh thì cũng trao hai chiếc giường cho bác Sò với cả A Lử xong rồi. Thì rất là cảm ơn các bác đã theo dõi thước phim Mỹ Linh. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập phim tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh nhá.